mầm cúng khoan và có ý nghĩa là cho bà mạnh khỏe và cho bà mạnh khỏe trong vâng trong gia đình có trong gia đình là từ trên xuống dưới các con các cháu mạnh khỏe vâng tầng tư tầng vâng cây chuối kia cho các con các cháu mạnh khỏe cho các con các cháu mạnh khỏe vâng gói đây là tượng trưng cho dài hạn cho các cháu nó mạnh khỏe đây của bà gì đây vâng. Đây là tượng trưng cho các con nó mạnh khỏe các cháu mạnh khỏe chắc như cây chắc như cây vâng đấy lần lượt đấy chắc chắn như cây khỏe mạnh như cây vâng đấy lần lượt thương là cúng hồn cho người ta về chứng kiến cho con cho cháu mạnh khỏe vâng gói tượng trưng là gói là quà để cho các người ta về cho chúc thọ cho các cháu và chúc thọ các cháu tượng trưng các cháu vâng bánh dày để là tượng trưng vun lên cho tuổi mình cao lên vâng tuổi mình cao lên vâng bánh dày cho các cháu nó vun lên vun đắp lên cao lên đấy vâng cho bà mạnh khỏe vâng cho vâng cái chữ này là tên của mình ví dụ bà này là bà Trương Thị May hôm nay cúng thọ cho bà lên cho bà mạnh khỏe vâng bà đấy đấy không có nhưng mà cúng quan thì gia đình ấy thôi cho cúng một ngày cùng là mông cúng quan vâng cúng quan và cho các cụ về chứng kiến về chứng kiến cho bà Trương Thị May này mạnh khỏe vâng tên là học Linh Thái Học Linh Thái Học vâng 09 vâng có bao đó vâng 83 luôn mong con gà này tượng trưng cho các cụ ngoài về chứng kiến các cụ ngoài ví dụ là nói ngắn gọn cho là các cụ làng xóm về chứng kiến ăn ở đây chứng kiến cho bà May mừng tuổi làm quan vâng dài hạn tính chất là dài hạn vâng ạ cho bà là mạnh khỏe thêm nhiều tuổi vâng đấy vâng phía bên trên này là
hôm nay con được lên làm mừng thắc, lên mừng thắc, con tức là Việt và bố Linh Văn Việt lên mừng thắc, mừng thắc. Cái truyền thống của gia đình chúng tôi được nhưng mà là lên thắc, hôm nay lên thắc, nhưng mà hai vợ chồng đang ở trong kia. Trong kia. Không đi ra. Hôm nay là mừng thắc. Vì sao ạ? Vì sao lại không được ra? Theo phong tục ngày xưa là ở đấy xong ngày mai mới được chứng kiến. À, tức là lát nửa đêm là lát nửa đêm sang ngày mới mới được hai vợ chồng mới lên lên thắc. Tượng trưng cái cờ này này. Cái cờ này được lên thắc. Chú Việt và được lên thắc. Được lên thắc. Lên tứ phẩm, tức là như là Việt Nam mình là lên đại tướng, đại tướng, vâng vâng. Thế là lần này phong là phong lên đại tướng. À vâng, đại tướng, đấy, để ngũ phẩm đó, vâng ngũ phẩm. Quan huyện thế à? Quan nó chủ tịch à? Chủ tịch. Vâng vâng chủ tịch, vâng, tức là lên đại tướng, đại tướng. Vâng vâng vâng. Thì là các bác, đây là các bác, các anh, các chị về mừng lên thắc, mừng lên thắc. Lên con ngũ phẩm. Ngay con ngũ phẩm. Và lên cấp huyện. Vâng. Thì tượng trưng cái cờ này là cho chú vợ Việt và đấy, cho nên là hôm nay cái có ý nghĩa như nào ạ? Can công về chứng kiến, về viếng kiến các cương công về chứng kiến cho bố Việt và lên ngũ phẩm. Đây này, đấy, 1, 2, 3 đấy, lên ngũ phẩm. Xong mai mới đánh dấu các cụ này cho một cái dấu cho bố Việt và lên lê chức. Vâng. Cái này. Vâng. Thế bây giờ cái bước đi chuối đây là gì ạ? Đi chuối. Đi chuối là tượng trưng cho các cụ về đây. Vâng. Về đây được ăn chơi rồi là công nhận cho bố Việt Ba là lên lên chức. Ô, cháu tưởng là bảo cái này là cho nuôi binh mã. Nuôi binh mã là cái nuôi binh mã là các cụ ở ngoài về. Đi đường đi một ngọn vâng làm đồ lễ ăn đấy, đồ lễ ăn đường đấy là chứng kiến rồi, chứng rồi. Kiến vâng. Thế bây giờ cảm ơn đây là thầy đang thầy đang nghỉ vâng. Nghỉ đây thì các bác các chú đang vâng. Ở đây các bác các chú đang ở đây cả xuân họ về đây chơi xong chúc mừng cho bố bà lên thắc đấy các bác các chú lên hết đây đây cho nên là rất cảm ơn các bác các chú đây tất cả các dòng họ về đây hết đấy các mặt đây vâng đây đây có hết vâng rất là đông cả dòng họ vâng đến hôm nay đến ngày mai vâng đây 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 các người ta đây này và chiều hôm nay và các anh em họ hàng thân mật về đây hết đây 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 tượng trưng cho cho vâng rất là tuyệt vời. Và bây giờ là chúng ta đến cái lễ gì ạ? Chuẩn bị cấp sắc. Chuẩn bị cấp sắc. Vâng. Như vậy là chúng ta sẽ đến lễ chuẩn bị cấp sắc. Đấy là gọi là rửa nhà. Rửa nhà. Vâng. Quét nhà. Quét nhà đúng không? Cái đại hạ. Vâng. Lúc này là anh em đang chuẩn bị cái lễ cấp sắc. Vâng. Ông thầy chính đang chuẩn bị. Vâng. Đây ạ. Đây. Vâng.
sao thế? Ôi nhà rung rung rồi, nhà rung rung. Nhà rung rung. Vâng vâng, con trai đây. Con trai mới học hết lớp 12 nhưng mà hình như là cháu nghe nói là mà đang học 12 à? Đang mà... học 12. Biết thuộc hết. Theo bố mấy năm nay cũng biết làm hết. Biết làm hết. Vâng, biết làm. Vâng vâng, biết làm. Vâng. Anh Tuấn ơi, anh có thể phát biểu về thay gia đình được. Đại diện phát biểu thay gia đình. Biết lễ là được. Rồi. Thuyết minh như là. Vâng, thuyết minh ấy. Vâng. Giúp cháu thuyết minh mấy người một đoạn. Rồi. Bắt quay phim bây giờ. Để ông thầy cúng, ông cúng tổ tiên đã xong, sau đó là về sẽ cúng lễ cấp sắc. Đang công tác chuẩn bị thôi. Vâng, công tác chuẩn bị. Công tác chuẩn bị là ông thầy chính, ông đang ông thầy chính là ông thầy Thức. Ông thầy Thức Nông Văn Lâm là thầy Thức, thầy chính Thức, để đến cấp sắc cho cháu là Linh Văn Việt. Mà bầy thầy đang cúng tổ tiên để báo cáo với tổ tiên ở dòng họ Linh. Sau đó là tí nữa là thầy sẽ ra đây là làm cái lễ cúng là chính xác là được cúng, được công bố là được cấp sắc cho thầy, được cấp là Linh Văn Việt. Tí nữa là thầy sẽ ra đây để công bố và có quyết định của theo cái dòng tộc, và cũng là thầy là nó sẽ là có cái quyết định của thầy. Bây giờ đang trong khi chờ đợi thì hiện nay là thầy đang cúng với tổ tiên. Đấy, tí nữa thầy sẽ ra đây là cúng, sau đó là vâng, thầy đang cúng tổ tiên đấy, cúng tổ tiên, báo cáo với tổ tiên, sau đó là tí nữa là thầy sẽ ra đây là báo cáo với thầy, tức là các cái thần linh thầy của sư của thầy ấy, sau đó là mới là đón cái người được cấp thì mới gọi là người được cấp ra đây để trình. Vâng, đây là đang công tác chuẩn bị thôi. Vâng, đấy là chờ một tí là thầy đang cúng với tổ tiên. Vâng. Đây là theo cái phong tục tập quán của người Tày, và cũng là dòng họ Linh của hội người Tày của thôn Hùng Tiến, xã Hồng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Đây là cũng là lần đầu tiên là được là dòng họ Linh và cũng là người Tày là được cấp bằng, được là theo cái phong tục tập quán và từ xưa tới nay. Đấy, bây giờ thầy đã cúng tổ tiên xong và thầy đã bắt đầu ra để bắt đầu cúng thần linh với lại của cái bên của thầy. Sau đó tí nữa là thầy sẽ gọi cái người được cấp là sẽ ra để trình. Và này có thể các
quý vị và các bạn sẽ chờ một lúc, sau đó là sẽ đăng thầy bắt đầu cúng, trong đó là tí nữa sẽ gọi người ra đây. Vâng, con. Vâng. Thầy chính là đang cúng để lấy âm dương, sau đó là xin ý kiến là được phép thì bắt đầu. Thầy cho Việt. Vâng, đã. Đúng rồi, chính xác đấy, tức là đang xin cúng cho xin ý kiến. Đây là cháu, tức là con của người được cấp là sẽ là lạy theo phong tục để cho người ông thầy chính, ông sẽ là đánh âm dương để mà được thực hiện là đúng nghi lễ. Con cả người được cấp. Vâng, đang lễ thầy. Vâng, chính xác. Bây giờ thầy, ông thầy là đang cúng cái gọi là cái sư thầy ấy, gọi là cấp trên của thầy ấy, thì được xin phép được là chuẩn bị cho cấp sắc cho con, cấp sắc cho những người được cấp. Đoạn này nó hơi dài một tí, bởi vì theo cái phong tục của người thầy là phải cúng với thầy sư thầy trên, sau đó là tí nữa là thầy sẽ hỏi và gọi những người, tức là người được cấp đấy thì sẽ gọi ra đây. Và chưa đến giờ, tí nữa là bây giờ thầy đang cúng tức là với cấp sư của thầy. Bắt đầu là cúng sư thầy để báo cáo với sư thầy, báo cáo với cấp trên. Hơi dài một tí, có bài ấy, theo bài ấy. Yeah.
Oh.
Bye.
như vậy là đây là vàng lá nhé các bác nhé. Đây vàng lá rất là quý, vàng lá. Các thầy
Hà Miên hết. Thành chính ông này cấp cho là nhà đây. Ông chủ thì cấp đây là nhà đây. Là thầy chính đã tạm nghỉ. Màn so găng của các tay chống chiêng bắt đầu. Và người thầy thì đều có một cái chung, đó là cho dù là đấy thì các học trò đều phải nghiên cứu sách, học sách cổ. Đấy, chúng ta thấy là mặc dù ở cô này vẫn đang đọc sách đẹp. Treo lên giữa bàn thờ nhé. Đây, bác sẽ đang treo lên giữa bàn thờ đây. Rất nhiều các ông cụ bà vẫn đang chờ. Đó. Xin chào quý vị và các bạn và các bác. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với video tiếp theo của Phúc Bang. Và
và đến sau thời gian chuẩn bị thì bây giờ là đã bước sang ngày mới, tức là qua 12 giờ đêm rồi thì chuyển thành ngày mới rồi. Thì chúng ta bây giờ thì thầy chính hôm nay sẽ thầy tạo à? Thầy cả sẽ cấp sắc cho học trò, và học trò nghe nói là đâu đó là 83 đúng không ạ? 83, vâng. Thì và sau đây thì chúng ta cùng đến với những nghi thức cấp sắc thầy tạo của dân tộc Tày ở Hùng An, Bắc Quang, quý vị và các bạn nha. Đây là cấp lần đầu tiên bậc ngũ phẩm. Sau khi cấp sắc thì là thầy sẽ được cấp 9 vạn binh mã quân âm binh để cùng mình được thực hành tất cả các nghi lễ cho bà con. Như vậy là quan ngũ phẩm. Quan ngũ phẩm. À, tương đương với cấp tri huyện ngày xưa, và bây giờ gọi là cấp, nói nôm na hay ấy là gọi là cấp huyện đấy. Rồi, và chúng ta sẽ đến với diễn biến của lễ cấp này nhá. Trong khi đó thì đằng sau này này, quý vị các bạn thấy là cái dàn nhạc đang rất là nhiệt tình từ tối qua. Đấy, đang rất là nhiệt tình và đang gõ thật mạnh như kiểu là sẽ làm cái lễ lên đường tiến quân, tiến quân lên đường đấy. Thì sau những clip này thì sẽ quý vị các bạn đừng rời khỏi màn hình, và chúng ta sẽ đến với cái lễ cúng ở bên cấp ở bên ngoài, sau đó lại về cái lễ khảm hải. Khảm hải một trong những là cái tiết mục rất là hay. Quý vị và các bạn có thấy theo dõi cái clip để hiểu về cái văn hóa bản sắc của người Tày ở nơi đây nhé các bạn nhá. Và mình là Phúc Bang, mình sẽ cập nhật tới cho quý vị và các bạn nhiều clip hay hơn nữa. Quý vị và các bạn sau khi xem kênh thì có thể là đăng ký và ủng hộ kênh, và cũng như là theo dõi kênh để có những cái clip mới nhất và Phúc Bang sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến rồi. Giờ thì chúng ta có thể thấy là đã là 02 giờ rồi. Đã sang một ngày mới rồi. Vâng. Thì vâng xung quanh thầy đấy ạ, lấy cái cờ vuông này, lấy cờ vuông này thì sẽ con nhang đệ tử sẽ đứng xung quanh thầy đấy. Sau khi là cấp sắc xong thì sẽ cái mâm ở trên này, đây là cái mâm hào quang, người ta gọi là mâm hào quang đấy, sẽ mang xuống. Còn có rất nhiều những cái đồ lễ đấy, xong sau đấy con nhang đệ tử sẽ cầm cái cờ này đứng xung quanh thầy. Lúc đấy sẽ diễn ra rất là nhiều nghi lễ. Lễ cấp sắc bắt đầu. Vâng. Bài giao mát này luôn lèo thôi. Và bây giờ thì tên là Linh Bình Quân, Linh Bình Bảo, Linh Văn Việt. Xe là người cho khán giả biết là những người nhốt ở trong gì ạ? Cho thầy tạo nhé. Lấy cái này xuống để cầm cái này để chuẩn bị cho đón lễ, làm lễ cấp sắc. Bây giờ là công tác chuẩn bị cho làm lễ cấp sắc nhá. Mời tất cả là các ông, các bà, các cụ, các con, các cháu là về để cầm cái công cụ để chuẩn bị cho cái buổi lễ được bắt đầu. Thì
tất cả trong gia đình đều đứng dậy. Trong gia đình làm đứng dậy làm lễ để là chuẩn bị ông thầy sẽ là cấp cho cấp sắc cho những người được cấp. Xin mời các con các cháu và những người ai là bạn bè hoặc là những người nào mà được phân công đến để cầm cờ, cầm các cái dụng cụ để chuẩn bị cho làm cái buổi lễ cấp sắc. Mời con cháu đây ai tất cả đứng lên hết để làm cái buổi lễ cấp sắc đã đến giờ. Xin kính mời các những người, các con, các cháu, các người, những người có liên quan đến để chúc mừng cho người được cấp. Lấy cả cái cờ ở trên đấy nữa, cờ treo ở trên đấy, lấy cờ ở trên đấy xuống. Cầm cờ đi, mỗi người cầm một cái, kể cả tất cả là cầm hết các cái dụng cụ để làm lễ, đón lễ, làm lễ. Cầm đi con cháu rồi là những người ai cầm cũng được, mời tất cả đi cầm hết các cái cờ với là các cái dụng cụ là cầm hết. Đi cầm một cái để cho ngay đi, cầm mỗi người một cái, một cái cờ cầm dương lên, cầm hết đi mấy cái gậy gộc rồi nói chung tất cả các cái dụng cụ là cầm lên hết đi. Đây là từ xưa rồi thì ai nội vâng, đây là cầm hết nhá, cầm hết lên đây, con cháu xa gần rồi là nói chung tất cả là cầm hết. Cầm cờ, cầm dụng cụ là từ ngày xưa để lễ cấp sắc được bắt đầu. Hiện nay là ông thầy là bắt đầu đang chuẩn bị cúng cho sư thầy và chuẩn bị đang làm phù phép để cho cúng cho chuẩn bị cho cấp lễ cấp sắc. Hiện nay là các con các cháu các những người được cầm cờ hiện nay đã cầm lên cờ để đón chào và chuẩn bị cho cái lễ cấp sắc bây giờ.
thời gian hiện nay là 0:00, lễ cấp sắc bắt đầu được bắt đầu. Ông thầy là đang làm phù phép để cho đến giờ để cho chuẩn bị cho lễ cấp sắc. Xin mời mọi người, tất cả những người ai đến với dự cái buổi lễ này là đứng dậy để đón về làm cái lễ này. Hiện nay là ông thầy bắt đầu vào mở cửa vào đón cho người bắt đầu được cấp sắc để làm phù phép. Sau đó là ở bên trong là bắt đầu là dạy thầy và chuẩn bị cho cái lễ cấp sắc bây giờ. Tất cả hướng về là ông thầy là hiện nay là đã làm phù phép và bắt đầu là để cho mở cửa, sau đó là đón chào là lấy người được cấp sắc về để trình với tổ các sư thầy. Hiện nay ông thầy chính là đã dắt là người là được cấp sắc bây giờ là dắt về để trình với sư thầy. Và cái người được được cấp là hiện nay là đang bắt đầu là đang bái vái lạy với ông sư thầy. Thầy người. Đấy, cả hai vợ chồng. Vâng, mời đội nón là vợ. Vâng. Nay là mời tất cả hãy chứng kiến để cho cái cuộc buổi lễ cấp sắc bây giờ. Ai, ở quyển sách đâu? À, sách này. Đây, mi. Hiện nay là các cái thủ tục đã đầy đủ và chuẩn bị cho nhạc lễ và ông thầy là đã bắt đầu cho phù phép và sẽ là chuẩn bị cho cái buổi cấp sắc. Đấy là ông thầy là đang làm phù phép cho theo cái bài và theo cái nội dung trình tự của thầy đang làm. Cấp sắc.